Bá đạo tổng tài nhẹ nhàng yêu, chap 11. Tôi không biết anh đang nói về cái gì cả. Có bao nhiêu tên côn đồ ở sau, mình phải trốn đi đâu bây giờ? Đừng có giả vờ ngây thơ. Bọn anh đã bao vây toàn bộ cái quán bar này rồi, cưng không thoát được đâu. Vậy à? Alo, ai mà gọi vào giờ này vậy không biết? À, định gọi người tới giúp sao? Quên đi, cô gái à? Thời điểm để lộ thông tin hàng hóa, mày đã phải trả giá. Tại sao lại đen đủi như vậy? Mình chỉ muốn vui vẻ ở quán bar thôi mà. Sao lại đụng phải mấy tên này chứ? Nếu mình ở nhà... Không, không thể ở ngôi nhà đó. Mình không thể làm cho ba gặp rắc rối. Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Cuộc điện thoại bị cúp sau đúng một giây. Còn bây giờ thì tắt nguồn luôn. Chẳng lẽ cô ấy gặp nguy hiểm? Nhưng mà cũng may, mình đã cài đặt GPS trên điện thoại của cô ấy. Những kẻ côn đồ đang ẩn nấp trong bóng tối là một nhân vật quan trọng. Cô ấy rất dễ gặp rắc rối. Nghiêm Sắt Sắt, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Xin em hãy bình an vô sự. Điện thoại của cô ấy không di chuyển, có nghĩa là những kẻ côn đồ đã ném nó đi. Đã tìm thấy nó. Đó là ở quán bar quãng nghỉ. Đóng tất cả các con đường trong khu vực lân cận. Tìm Nghiêm tiểu thư càng sớm càng tốt. Vâng. Chỉ mới 2 phút kể từ khi Sắt Sắt trả lời cuộc gọi. Dù chúng có di chuyển nhanh đến đâu, chúng vẫn ở trong khu vực có hạn. Mình thực sự nên ở lại với cô ấy, thay vì quay lại và kiểm tra tiến độ. Phải đuổi tới kịp. Chap 12. Không có ai hay lui tới đây, nơi này rất an toàn. Cảnh sát đã thu giữ báu vật nhà họ Phó rồi, các người đưa tôi tới đây cũng không có ích gì đâu. Cô em nghĩ tôi quan tâm đến báu vật nhà họ Phó à? Món đồ đó mặc dù có giá trị thật, nhưng bọn tao sẽ bị truy sát bởi đám nhà họ Phó đó. Tụi tao không muốn món đồ như vậy. Vậy các người muốn gì? Vì cô em biết nơi cất giữ báu vật của nhà họ Phó, chắc cô em cũng biết. Ông già thối kia sở hữu một viên ngọc trai tự nhiên. Hãy nói cho mấy anh đây biết, viên ngọc trai tự nhiên đó ở đâu. Hắn ta có bị điên không? Mình biết được báu vật nhà họ Phó ở đâu là nhờ vào tờ báo từ kiếp trước mình xem. Làm sao mà mình biết về viên ngọc trai tự nhiên được chứ? Cho dù lão già thối đó thật sự có một viên ngọc trai, ông ta sẽ nói cho tôi cất giữ nơi nó sao? Anh nghĩ ai là người ngốc hơn? Ông ta hay anh? Tức cười thật. Lời cô ta nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng hơi lạ thì phải. Chết tiệt! Mày dám nói bọn tao ngu? Còn đàn bà đê tiện, tao phải đá chết mày. Tao sẽ nguyền rủa bọn mày, thứ cặn bã. Wow! Con đàn bà này cũng nóng bỏng phết chứ. Lên nào, anh em. Vì cô em không biết nói năng cho phải phép, vậy thì để tụi anh đây dạy cho. Tránh xa tôi ra, đồ biến thái. Là mảnh thủy tinh, mình nên cắt sợi dây chói này thật nhanh. Cô em thực sự là nóng bỏng. Không! Thằng khốn, tao sẽ cho mày xuống địa ngục khi cắt xong sợi dây này. Đứt rồi.
Bỏ tao ra. Mày tuổi gì chạm vào tao? Cô, mau đứng lại. May vì lúc còn ở kiếp trước, mình muốn đối phó với Cao Tố Nhã và Lâm Ngạn nên đã học võ. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, một mình ở lại cũng không thể chống cự lâu được. Chạy vẫn là thượng sách. Sắp ra đường chính rồi, nhanh lên, mình phải thoát khỏi đây. Wow! Lại là bọn chúng. Hắn ta bắt được quả đấm của mình dễ dàng vậy sao? Mình tiêu rồi. Sắt sắt, bình tĩnh nào, mọi thứ không sao rồi. Đừng sợ, an toàn rồi. Giọng nói này, anh ấy là... Phó Cận Thâm. Chát 13. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phó Cận Thâm, là anh sao? Giờ mình an toàn rồi. Thả lỏng người chút là mình lại đau quá. Này, em ổn chứ? Ôi, mong muốn sống sót đã khiến mình phải bỏ trốn. Mình có thể đã bị giết nếu mình không gặp anh ấy. Mày chết đi ông rồi. Bọn chúng đâu? Kia, ở kia. Ôi, anh ấy trông có vẻ đang tức giận. Anh ấy bị làm sao vậy? Trông ảnh thật khủng khiếp. Dạy cho chúng một bài học đi. Vâng, thưa ngài. Xin hãy thả chúng tôi đi mà. Làm ơn. Làm thế nào anh có được vị trí của tôi? Anh theo dõi tôi qua điện thoại tôi sao? Em quả là không hề ngốc nhỉ. Chỉ là phòng trường hợp em dính vào tình cảnh xấu thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi... Anh có thể buông tôi ra không? Tôi có thể tự ngồi. Em cần phải giữ ấm. Nếu không em sẽ càng tệ hơn đấy. Mình đã run lên vì cái lạnh vừa rồi. Ngồi trong vòng tay của anh ấy là mình thấy ấm hơn rồi. Phó gia có trách nhiệm trong việc khiến em dính líu vào việc đó. Tôi sẽ đền bù cho sự mất mát của em. Tôi có thể làm gì cho em không? Chuyện gì sao? Mình nhớ điện thoại của mình đã bị bọn côn đồ ném đi. Ảnh của mẹ, người đã mất khi mình mới chỉ 4 tuổi, có trong chiếc điện thoại đó. Mẹ! Nếu mình mất điện thoại, mình sẽ mất luôn tấm ảnh cuối cùng của bà ấy. Phó Cận Thâm, anh có thể lấy lại điện thoại của tôi không? Đó là tất cả những gì em muốn à? Mình nói mình sẽ đền bù cho sự mất mát của cô ấy. Vậy mà cô ấy chỉ muốn điện thoại của cô ấy thôi sao? Anh có thể cho em một cái điện thoại. Cầm lấy đi. Cảm ơn, Phó Thiếu. Nhưng bức ảnh về một người quan trọng của tôi vẫn trong chiếc điện thoại bị mất đó. Làm ơn đi. Một người rất quan trọng. Chắc ghen ta. Đó là ai chứ? Phó Thiếu, bọn chúng đã được đưa tới sở cảnh sát rồi. Còn chuyện gì nữa không ạ? Đem chiếc điện thoại chúng ta tìm thấy tới đây. Vâng, thưa ngài. Trước khi họ mang điện thoại của em đến đây, em có thể sử dụng điện thoại mà tôi đưa.
Wow! Tôi có thể lấy lại điện thoại sao? Cảm ơn anh nhiều lắm, Phó Thiếu. Cảm ơn anh. Một người quan trọng với em sao? Đó có thể là ai chứ? Có phải là... người mà em thích? Thích ngay mà. Chat 14. Ấm áp thật. Phó Cận Thâm, sao anh ta lại bế mình thế này? Mình đang ở đâu đây? Ồ, kia chẳng phải Phó Thiếu sao? Cô gái trong tay ngài ấy là ai vậy? Hình như họ rất thân thiết với nhau thì phải. Phó Thiếu, cho tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Cái cảnh anh bế tôi như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm và gây tổn hại đến hình tượng của anh đấy. Đây là lần đầu mình bế một cô gái, nhưng cô ấy lại miễn cưỡng ư? Anh ta đang tức giận sao? Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Bọn chúng bắt cóc tôi là vì viên ngọc trai thiên nhiên của lão đầu mập. Ngọc trai thiên nhiên? Đúng thế. Và đám côn đồ bắt tôi lúc tối nay không phải cái đám ở trong khách sạn đâu. Sếp của bọn chúng chắc chắn là thế lực lớn nào đó. Anh phải chuẩn bị ứng phó trước đi. Mình không được để bị bắt cóc nữa. Mình phải đánh bại Cao Tố Nhã và Lâm Ngạn. Mình không thể chết được. Đừng lo, tôi sẽ không để họ làm vậy nữa đâu. Người đàn ông này thật sự khiến mình an tâm quá đi. Xem ra anh ta có thể giữ lời hứa. Ừ, cảm ơn anh. Thẩm Thanh Cách, lấy cho tôi tất cả thông tin về Ngọc Trai Thiên Nhiên và kẻ đứng đằng sau nó. Còn đám đàn ông đó đã làm gì với Sắt Sắt? Chúng có thú nhận không? Có, bọn chúng có nói. Chúng muốn cưỡng hiếp Nghiêm Tiểu Thư trong tòa nhà bỏ hoang đó. Chúng đã đá cô ấy và có ý định cưỡng hiếp cổ. Rất may Nghiêm Tiểu Thư là một cô gái thông minh. Cô ấy đã trốn thoát. Phó Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Thẩm Thanh Cách. Và anh đến rất đúng lúc, nếu không thì Nghiêm Tiểu Thư có lẽ đã bị... Lúc bế cô ấy trên tay, mình còn chẳng cảm thấy sức nặng của cô ấy nữa kìa. Làm sao một cô gái mỏng manh như vậy chịu được chuyện này chứ? Thả đám người đó ra và đưa chúng đến nơi nào đấy bí mật. Tẩn chúng nó như xương, đến khi chúng không dám làm hại Sắt Sắt nữa. Cái gì cơ? Mình nghe có đúng không vậy? Phó Thiếu lãnh đạm ấy lại tức giận vì một cô gái. Anh ta yêu cô ấy rồi sao? Ha ha ha. Được đấy, anh chàng lạnh lùng như băng bị một cô gái làm cho tan chảy. Đi mau, tìm tất cả thông tin về cái cô Nghiêm Sắt Sắt này. Đây là lần đầu tiên sếp chúng ta có tình cảm với một người. Chúng ta phải nghiêm túc với chuyện này hơn cả sếp mới được. Vâng. Một giờ sau. Sao anh vẫn còn ở đây? Anh không có việc gì để làm à? Bình thường anh ấy có rất nhiều công việc phải giải quyết mà. Cô ấy không vui khi mình vẫn ở đây sao? Bảo vệ cô, nhân vật quan trọng, là một trong những công việc của tôi. Nhân vật quan trọng. Ồ, anh ấy rất là có trách nhiệm. Nhưng anh ấy có thể cho người trông coi mình mà. Ừ, có phải vì anh ấy... Ha ha, một đêm khá là dài ha. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Đói quá đi mất. Chờ chút, tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cô.
Ở yên đây, đừng có đi lung tung. Hả? Phó thiếu ở lại với mình vì... Anh ấy không có việc gì để làm hết. Chắp 10 năm. Cửa hàng đồ ăn sáng. Anh muốn mua gì? Thật đẹp trai. Không nghĩ tới một người đẹp trai như vậy lại tới cửa hàng nhỏ bé của mình. Cô ấy thích ăn gì nhỉ? Tôi muốn mua mỗi món trên menu một suất. Hay gói tất cả các món trên menu lại. Tất cả các món. Đúng là các soái ca đều kỳ lạ. Xin lỗi, trứng này khó gói lắm ạ. Vậy hãy cho nó vào bát đi. Ý tôi không phải vậy. Phòng VIP. Tôi mua bữa sáng của cô rồi. Hãy ăn khi còn nóng. Gì? Phó thiếu? Tại sao anh... Mua nhiều quá vậy. Thật lãng phí quá. Có phải đây là thói quen của nhà giàu không? Nghiêm túc ư? Cảm giác như mình đang bị đối xử giống một con quỷ chết đói vậy. Dù đói, nhưng mình cũng không thể ăn nhiều đến thế. Ăn những món này trước, nếu cô vẫn thấy đói, thì vẫn còn đồ ăn ở kia. Cô gầy quá, phải ăn nhiều vào. Chắc Phó Cận Thâm cũng ăn khỏe lắm nhỉ? Thật đáng sợ. Cảm ơn Phó Thiếu. Nhiều vậy sao ăn nổi? Cô không thích những món này à? Tại sao cô ấy không ăn? Hay không hợp khẩu vị, tôi có thể mua những món khác. Không phải, tôi rất thích, chỉ là đồ ăn hơi nhiều rồi. Đùa à, không thể để anh ấy mua thêm. Ồ, đừng lo, nếu không thể ăn hết, tôi sẽ ăn phần còn lại. Phó Cận Thâm, anh ấy vừa nói cái gì cơ? Anh ấy sẽ ăn đồ thừa của mình. Những câu nói này chỉ xuất hiện giữa những cặp yêu nhau mà. Phó thiếu, đã có ai bảo anh rằng anh không thể tùy ý nói những điều như vậy chưa? Chúng ta cũng không được coi là thân. Tại sao? Hay cô có thể ăn hết? Vậy tôi mua thêm nhé. Tôi không có ý đó. Trong đầu anh ta nghĩ gì vậy? Hiểu hiểu. Phó thiếu còn sao chép danh bạ điện thoại hộ mình. Anh ấy thật cẩn thận. Sắt sắt. Ngày mai bắt đầu học kỳ mới rồi. Mình sẽ gặp cậu rồi. Sau đấy mình cùng đến siêu thị mua đồ dùng học tập. Thế nào? Học kỳ mới bắt đầu. Tại sao mình có thể quên chuyện quan trọng như vậy? Mình vẫn chưa hoàn thành bảng đánh giá thực tập quan trọng. Từ khi trùng sinh, mình đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu chống lại Cao Tố Nhã. Mình hoàn toàn quên mất rằng bây giờ mình vẫn còn là một sinh viên. Tìm đâu ra một công ty đóng dấu vào bản đánh giá cho mình bây giờ? Nếu không hoàn thành bản đánh giá, mình sẽ không thể tốt nghiệp. Không thể tốt nghiệp thì sẽ không có thu nhập ổn định. Sao mình có thể để bảo vệ Nghiêm gia được? Làm sao đây? Dựa vào phản ứng của cô ấy, lần sau mình phải mua nhiều hơn mới được. Lần sau mua nhiều hơn vậy. Trên mặt.